Sâm đương quy tươi này về rồi đây anh chị cô chú. Bây giờ mình sẽ cân thử xem là nó được mấy củ một cân nhá. Xem cái củ này nào. Đây 3 lạng rưỡi này, mình sẽ thử xem là nó được mấy củ một cân. Sâm đương quy này cái bộ rễ của nó rất là đẹp, giống như đinh năng, trung bình khoảng cỡ hơn 3 củ một tí một cân. Đây là 3 củ này thì được khoảng được 9 lạng rưỡi. Cái củ nó sẽ bù củ kia. Củ nó sẽ bù củ kia cho nên là nó sẽ 3 củ này cho nó 9 lạng. Có củ to, củ nhỏ. Đó. Đây, ví dụ như củ này sẽ to hơn. Anh em thấy không? Cái bộ rễ của đinh năng thì khi mà mình lên bình ấy, thì nó khá là đẹp. Đấy, củ nọ sẽ bù củ kia trung bình khoảng 3 đến 4 củ một cân. Cái này là mình đã chọn hết rồi, cái này cũng 1 cân 1. Đó. Thì anh chị em cô chú có nhu cầu về đương quy thì có thể liên hệ mình qua số 0947010585, nhắn tin qua Zalo số đó cũng được. Thì ngày hôm nay mình vừa về vài chục cân. Những cái này là hàng mình đã chọn sẵn rồi, mình chọn toàn những củ to để mình có thể gửi đi, chứ mình không có củ nhỏ là mình đã loại ra rồi, trả lại cho họ, họ sẽ bán củ nhỏ riêng, còn củ to thì mình đã chọn sẵn ở đây. Và hiện tại giá là 120.000 đồng 1 kg, và trung bình khoảng 3 đến 4 củ, 3 đến 4 củ 1 kg. Đó. Thì cái sâm đương quy này giúp bổ máu rất là tốt, vừa có thể hãm nước, vừa có thể ngâm rượu. Ngâm rượu thì chúng ta sử dụng mỗi một cân này chúng ta ngâm với 5 lít rượu, rượu khoảng 40 độ. Đó. Chúng ta cho vào một cái bình thủy tinh. Cái bình thủy tinh thì nó trắng, mà mình khi mà mình về á thì các anh chị cô chú là chúng ta khi mà mình sẽ bọc một cái lớp mà, lớp giấy ở bên ngoài để nó hút ẩm để tránh hỏng. Thì sau đấy thì mọi người bỏ cái lớp giấy đó ra, sau đấy thì mình sẽ chúng ta sẽ nhờ ra tiệm rửa xe nhờ họ cầm cái vòi họ xịt cho một lúc thì là cái này nó sẽ trắng, sẽ rất là trắng trắng và nó rất là đẹp khi mà chúng ta bỏ vào bình á, thì cực kỳ đẹp. Nếu mà ở khu vực của các anh chị cô chú mà nó nắng ấy, thời tiết nó đang nắng thì chúng ta phơi qua một nắng đi thì uống ở cái sâm này uống nó sẽ ngon hơn, ngâm nó tốt hơn. Đó. Thực ra cái lá này thì nhiều anh chị cô chú là thích ngâm thêm cái lá này cho nó đẹp. Nhưng mà cái lá này ngâm thì nó đẹp rồi, nhưng mà đẹp chỉ được vài ngày đầu thôi. Sau đấy thì cái khi mà cái lá này nó ngâm vào trong cái bình rượu thì nó có rượu nó ngấm vào, thì cái diệp lục của cái lá này nó chết đi, thì sau này nó sẽ không còn cái màu xanh nguyên như thế này nữa, không mà còn màu xanh tự nhiên nữa, thì nó sẽ chuyển thành màu vàng, nó sẽ úa đi. Thì chủ yếu là cái chất chính nó ở cái phần củ của cái cây sâm như thế này đó. Thì chính là về cái phần củ này thôi, còn lá thì không quá quan trọng. Lá ví dụ lá non thì chúng ta có thể lấy để xào thịt bò rồi ăn cũng được. Thì cái sâm này là sâm của người Việt, được trồng ở Sìn Hồ, Lai Châu. Đó. Thì 120 một cân và chưa chưa bao gồm phí ship. Thì ví dụ như ở miền Bắc thì khoảng 3 đến 4 ngày, miền Nam cũng tầm 3 đến 4 ngày, nhưng mà cái ở trong khu vực miền Nam á, thì mình sẽ phải gửi nhanh. Gửi nhanh thì cái phí ship tất nhiên nó sẽ cao hơn, thì anh chị cô chú trong Nam thì có một cái phần nào đó thiệt thòi hơn. Thì lúc mà mọi người đặt hàng thì mình sẽ báo giá cụ thể gồm tiền này, phí ship này. Đó. Còn khi mà cân lên á, khi mà bắt đầu mình gửi hàng thì mình sẽ cân cụ thể lên, sau đấy thì mình mới bọc cái giấy để cho nó hút ẩm để tránh hỏng. Thì mình sẽ gửi trung bình tầm 3 đến 4 ngày tới cái tay các anh chị cô chú, hàng vẫn còn tươi, vẫn còn ngon. Đó. Thì anh chị cô chú có thể liên hệ với mình số điện thoại ở đây, giá mình sẽ để ở phần mô tả. Ok, xin kính chào các anh chị cô chú, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.